chị đâu có ngờ là mẹ chị mắc đâu. Chị trông cho bà hết bệnh ăn về, bà nói ừ mẹ cũng trông nữa, cũng như từ hồi em ý chết là bà nội ít ăn cơm, giảm ăn cơm xuống là bà nội ốm gõ gạch luôn á. Mẹ thì nó nói nội qua phòng cấp cứu rồi, cho nên con với cha với em còn hai bút tóc thay đổi chạy xuống dưới, mới chạy tới ngay chỗ cột đèn xanh đỏ ngay chỗ Bình Phú là mẹ điện nói nội mất. Dạ em Quý TV xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị. Dạ kính thưa quý vị, hiện tại Quý đang có mặt tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Thì xin thông báo một tin buồn muộn đến tất cả quý cô chú anh chị. Dạ kính thưa quý vị, thì hiện tại Quý đang có mặt tại nhà của bé Ý, là bé trai 16 tuổi, cách đây hơn một tháng đã treo cổ tự tử. Sự thật rất là đau buồn khi mà em vừa nghe thông tin thông báo từ anh Giang là cha của bé Ý, báo tin là bà nội vừa qua đời. Em cũng rất là ngỡ ngàng khi nghe mà thông tin từ anh đã gọi cho em. Nói mới cách đây vài ngày trước thì em có xuống là thăm chơi với gia đình thì nhìn bà nội rất là khỏe, nhưng một đột ngột hôm nay thì gọi nhận được cuộc gọi anh nói là nội đã qua đời, thì em cũng không biết như thế nào, đúng không cô quý cô chú anh chị, rất là ngỡ ngàng luôn. Dạ thì lại là một chuyện buồn của cô chú anh chị. Hơn một tháng thôi thì tin buồn của gia đình một người con đã treo cổ tự tử thì chưa nguôi, thì hôm nay thì nhận tiếp một tin buồn là bà nội đã qua đời. Thì có nói là tan chồng tan quốc của chú anh chị, rất là buồn của chú anh chị. Thì em cũng chưa biết, vừa mới tới thì em cũng như là để chia buồn cùng gia đình, cũng như là thắp nén nhang cho nội. Dạ thì em cũng chưa biết nguyên nhân như thế nào mà nội đã qua đời quốc của chú anh chị. Thực nghe nói rất là buồn luôn quý vị. Thì bây giờ thì cũng như là em đến đây cũng như là để chia buồn cùng gia đình, cũng như là mời cô chú cùng em để mình trò chuyện cùng anh Giang là người con của bà nội, là cha của bà ấy, trong vụ treo cổ cách đây hơn một tháng. Thì không biết như thế nào mà bà mắc, thì mời cô chú cùng em cũng như là mình hỏi thăm gia đình nha quý vị. Dạ kính thưa quý vị, trước mặt của cô chú anh chị là anh Giang, là con của bà nội cũng như là cha của bà ấy quý vị. Thiệt nghe nói rất là buồn luôn. Hôm nay em xuống như là em chia buồn cùng gia đình đó quý vị. Thì em cũng không biết nội mất như thế nào luôn, một cách rất là đột ngột luôn quý vị. Dạ em chào anh Giang. Thì trời, nghe cuộc gọi của anh thiệt buồn luôn, không biết nói làm sao luôn á. Tự nhiên nghe được cái tin mà nội mất thiệt em rất là buồn luôn. Thì vừa mấy hôm trước đây còn xuống chơi thì thấy nội ngồi ở phía trước chơi với em đây, mà mới đây là nghe tin nội mất em ngỡ ngàng luôn. Đúng rồi, thì mấy hôm trước tụi em xuống á, thì nói chung là tim nó bệnh trong người, nó bộc phát lúc nào mình đâu có hay đó. Bởi vì mẹ dạng là tim bẩm sinh với phần cơ thể của mẹ nó cũng già tuổi, mẹ cũng lớn lắm rồi đó. Cho nên là cái sức đề kháng mà để mà vượt qua cái cơn bệnh nó cũng hơi khó lắm. Rồi thật sự mà nghe anh nói em không biết nói như thế nào luôn á. Mới ngày nào xuống chơi còn nội đây, mà nay là nghe thông tin anh nói vậy. Thì nội là bị mất như thế nào anh? Nói anh có thể nói cho em như quý khán giả mình biết rõ. Bây giờ là nội là bị suy tim. Dạ. Suy tim, thiếu máu cơ tim và hở van tim. Là đi anh đi siêu xuống mà bệnh viện thành phố Trà Vinh á, anh siêu âm là anh thấy trái tim của nội bị teo lại và các mạch máu thì bị đứt quãng. Mạch máu thì bị đứt quãng, cái tim mà nó đập á, nó đập không có dối tới được những cái mạch máu để đưa đi hoặc là rút về á. Rồi nó không đưa đi được mà không rút về, cho nên nó đập liên tục.
đập liên tục, đập rất là mạnh, đập kéo dài như vậy, cho nên là nó kiệt sức và nó vỡ động mạch. Trời ơi, nghe buồn quá quý vị. Nhìn thấy là cái nhìn thấy cái siêu âm mà siêu âm 4 chiều của mình á, hiện tại bây giờ đó, là nó thấy rõ ràng luôn. Mạch máu bị đứt quãng, nó không có tiếp thu được. Là lúc trong hình siêu âm là nhìn giống như là tim của nội bị hở quá là lâu nay rồi. Lâu ngày lắm rồi. Bởi vì mẹ là bẩm sinh tim mà. Dạ. Bẩm sinh tim. Vậy là nội là mất lúc nào anh Gia? Mẹ mất là rất là 17 40 phút chiều ngày hôm qua. Dạ. Vậy là lúc mẹ bà nội mất là ở trên bệnh viện hay là ở nhà mình? Ở bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. Bệnh viện đa khoa của tỉnh Trà Vinh. Phải nói nghe tin mà em cũng rất là ngỡ ngàng luôn, quý cô chú anh chị. Thì vừa ngày nào đó mà nghe thông tin anh Giang thông báo nói cho em biết thì em rất buồn luôn, quý cô chú anh chị. Anh cũng không biết nói gì hơn. Một người mẹ mà đã tạo ra mình, một người đất sinh thành tạo ra anh, bỏ anh đi một cách bất ngờ mà anh không, lần cuối cùng anh không được nói tiếng mẹ ơi, không có mẹ. Trời ơi, nghe mình cảm động. Anh không biết nói sao giờ để cho các em là hiểu thấu đáo cái lòng dạ của người con mình, tiễn người mẹ mà nuôi nên nhóc lên nịnh như hôm nay. Thương thì của cô chú anh chị. Thì phải nói rất là sự việc rất là đau buồn đến với gia đình anh luôn của cô chú anh chị. Thì chưa nguôi ngoi đi nỗi buồn trước thì tiếp tục lại thêm một nỗi buồn nữa của cô chú anh chị. Trời ơi, cháu Yến mới đây thì được nhiêu ngày rồi anh? Chưa được 100 ngày. Trời ơi, nghe nó mà thì nói chung chuyện buồn của gia đình thì chưa tới 100 ngày luôn. Bây giờ thì nghe một thông tin buồn của nội nữa, thật sự nó là bây giờ mà nó không biết nói sao luôn quý cô chú anh chị. Thì em thì cũng nghe tin vậy thì xuống như là chia buồn cùng gia đình anh, cũng như là anh Trường với Đăng, cũng như là gửi lời cũng như là chia buồn cùng gia đình anh nha anh Giang. Thì dạ các anh em trên cộng đồng mạng của mình. Dạ. Thì em cũng như là nghe thông tin vậy đó, em cũng xuống như là ghi hình để mà chia sẻ cũng như là thông báo cho quý cô chú á, những người mà yêu mến gia đình mình đó, quan tâm gia đình mình trong khoảng suốt thời gian vừa rồi anh Giang, để cho cô chú được biết. Cũng như là thông tin như vậy đó, cô chú nào mà gần đây á, thì như là đến muốn mà đến viếng như là thắp nhang cho nội đó thì biết. Chứ em nghĩ là nếu mà như bình thường như vậy em cũng không biết luôn á, anh Giang nói thì em mới biết luôn á, tại vì ở rất xa luôn. Cách trăm mấy, 100 cây số mà. Dạ. Em mới từ Đồng Nai chạy về đây là 200 cây, là nghe nói là em chạy về luôn, nói chạy một mạch về tới nơi luôn á. Thì phải nói là câu chuyện rất là buồn với cô chú anh chị. Thì bé ý á thì không may đã qua đời, thì chưa tròn được 100 ngày thì bây giờ tới bà nội, thì cũng một hoàn cảnh rất là éo le luôn với cô chú anh chị. Nói là nhà thì cũng chưa kịp sửa luôn hả anh Giang? Chưa, mình mới kéo sắt ra, sắt với một phần ở đây sắt rồi cát đá rồi sắt để hơn sao nữa, còn xi măng để trong nhà nữa, chưa có tiệp gì trơn. Trời ơi, nghe mà sốt ruột của cô chú anh chị. Không, rồi là các anh em trên YouTube đã hỗ trợ cho anh được những số tiền nữa đó, anh gom góp để dành để sửa lại cái nhà cho mẹ ở. Mà chưa kịp xây nhà mà cho cái mái ấm được hoàn chỉnh, không mưa không gió của chú anh chị thì bà đã qua đời rồi. Và nói một câu chuyện thì không, em cũng không nghe cô gọi anh nữa, tin nhắn của anh mà em bụng rủng tay chân luôn. Anh nói trời, mới ngày nào còn xuống chơi với nội bình thường luôn mà bây giờ là nghe tin là nội đã qua đời luôn. Thì trước đó thì nội có triệu chứng như thế nào không anh, mà sao mình thấy nhanh quá vậy anh Giang? Không có triệu chứng gì nhiều đâu, bởi vì cái tim mà nó lúc mệt lúc khỏe mà, nhưng mà nó bộc phát bất thình lình, mình không có đỡ được đâu. Trong nếu mà mình có bác sĩ riêng thì quả mai bác sĩ riêng là nội mất ở trên bệnh viện, như có con cho nó không? Hôm bữa cho nó có ai cho nó? Có mình mẹ hả? Con ở nhà hả? Con em ở nhà với ông chính làm nhà rồi vậy đó. Rồi cha với mẹ thì ở dưới. Cái chiều nó chừng 3 giờ mấy cha về, rồi cha mua đồ ăn, rồi lại ăn xong hết rồi, mẹ điện nói nội qua phòng cấp cứu rồi.
cho nên con cha với em còn lúc tóc thay đổi chạy xuống dưới, mới chạy tới ngay chỗ cột đèn xanh đèn đỏ ngay chỗ Bình Phú là mẹ điện nói nội mất rồi. Ơi là mới chạy tới ngay chỗ Bình Phú thôi, ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ ngay ba cái xăng ha. Là con không được gặp được nội của cuối luôn hả? Từ hôm bữa đó nội nhập viện 2 ngày con xuống bệnh viện cái nội không? Có. Trời, chưa kịp gặp nội lần cuối luôn của cô chú anh chị. Thì cái bệnh tim của cụ rất là đột ngột luôn. Mới có triệu chứng mất 2 ngày thôi của cô chú anh chị thì đã qua đời rồi. Nói gia đình cũng rất là ngỡ ngàng khi mà đưa cụ đi bệnh viện rồi sau đó được chụp X quang quý vị, là khi mà thấy căn bệnh của cụ rất là nặng rồi thì không có nghĩ rằng là 2 ngày đâu cô chú anh chị, từ cứ nghĩ là từ từ sẽ đi điều trị, quá nhanh luôn cô chú anh chị, 2 ngày thôi là đã mất rồi. Xong hôm đó là mẹ ở trên đó, xong rồi con với ba chạy lên, là chạy lên không kịp, mới tới cây xăng thôi là nội đã mất rồi. Rồi nội mất con buồn không? Thôi con cũng ráng nha, ráng để cũng như mà thắp nhang rồi cho nội nha. Anh hai thì mới đây chưa tới 100 ngày, giờ tới nội nữa. Họ nói hoàn cảnh gia đình thấy thương quá quý vị ơi. Thì gia đình rất là khó khăn luôn. Nhà đâu là chưa sửa luôn hả con? Là mới chuẩn bị xây thôi mà nội mất rồi, vậy không biết khi nào mới xây lại có mấy nhà để mà ở nơi đây quý cô chú anh chị. Mẹ cũng đâu rồi? Để chú gặp mẹ, chú nói chuyện với mẹ xíu ha. Sẵn cũng có một cô gửi tiền cho mẹ đó, rồi xong chú trao cho mẹ luôn. Con ráng nha, ráng ở bên nội xong rồi thắp nhang cho nội nha. Chú chào con. Con chó nó xin đeo tan luôn quý vị. Còn một con thì nằm ở dưới kìa. Trời ơi. Đúng, chú anh chị có thấy không? Thì những chú chó đây hàng ngày thì được bà... Dạ. Rồi nó nằm luôn ở đó hả chị? Nó xin đeo. Cắn á mẹ, đừng nhớ nữa, nó cắn. Trời ơi, nó buồn luôn á, nó nằm... Nó đeo mẹ xuống luôn á em. Trời ơi, thấy mà tội luôn nó, mà nó cũng thương bà lắm á. Hôm này về á, chưa tảnh á, cái con mẹ thì nó nằm ở đây. Dạ. Con nó nằm ngay chân em, xích lại đẳng một chút. Dạ. Xíu. Nó nằm tới sáng luôn. Nó buồn hả? Nó nằm bên cạnh của bà nội tới sáng luôn hả? Nằm ở dưới giường á, chứ hồi hôm chưa tảnh á. Là hôm mà... Tới 1:30 mới tảnh á. Dạ. Rồi cái tảnh xong rồi cái nó cũng chui vô đít hàng con. Con nằm dưới đất vậy đó. Trời ơi, thấy mà tội quý vị, trời nó đeo tan không cho nội luôn á. Cái cũng như là ba mẹ con mà kia chạy đi á, nhỏ xíu rồi nghe. Rồi bỏ nó, cái chị thấy chị lụm nó về nuôi tới bự vậy nè. Vậy là nó xin luôn, nãy nghe chị nói là nó xin đeo luôn hả? Nó xin đeo luôn á. Trời ơi, như là nó tới nó vùi mình vô người mình nó nó lại nó xin chị đeo. Chị cầm mà chị đeo lên á, cái nó vùi vô mình chị. Trời ơi, thấy tội quý cô chú anh chị. Chó nó cũng thương bà luôn á. Con thì nằm bên hông, con thì chung xuống ở dưới quan tài của bà luôn. Con kia thì đeo thì nó không chịu, con này xin đeo nè. Con kia đeo vô. Con kia cột mà nó không chịu. Con này cột mà nêm ru luôn mà không chịu, mà nằm ở dưới quan tài luôn vậy đó. Không chịu mà nằm giữ bà luôn. Bà nói là em nghe tin nữa em cũng ngỡ ngàng luôn á. Nãy nghe bé nói là hôm bữa đó là chị ở trên bệnh viện hả? Chị ở trên bệnh viện á, ở trên bệnh viện Càng Long. Dạ. Cái bắt đầu người ta chuyển xuống bệnh viện Trà Vinh. Là nặng quá đó, chuyển xuống thành phố luôn. Chuyển xuống dưới luôn. Vậy xong rồi cũng không có điều trị được cho bà luôn á chị? Xuống dưới cũng không điều trị được luôn. Trời ơi, sao mới đây vợ thì bà nằm đây rồi, quá nhanh luôn á. Xuống dưới dọn dạng có hai ngày chứ gì. Hai ngày là bà đi luôn. Lấy là mấy ngày trước ở nhà là vẫn bình thường đúng không chị? Cũng mệt, cũng riêm rồi chị mới đốc đi, cũng hơi xí.
như cũng yếu ha. Cũng như là buồn cháu nên ăn không được. Thì lúc trước em xuống á thì nội cũng tâm sự thì bé vậy đó, lại buồn ngồi nói nhớ nó đồ. Mà em nghĩ chắc cũng do phần nội nhớ cháu nữa đó. Nhớ. Rồi suy sụp sức khỏe yếu luôn rồi, cho nên dẫn tới vậy luôn. Chứ mấy ngày trước em xuống thì thấy nội cũng bình thường mà không ngờ là quá nhanh luôn. Chị đâu có ngờ là mẹ chị mắc đâu. Chị trông cho bà hết bệnh đang về, bà nói ừ, mẹ cũng trông nữa. Hôm bữa đó lên nó còn nói chuyện được luôn hả chị? Nói chuyện bình thường à. Nói chuyện bình thường mà đột ngột phải qua đời luôn. Nói chuyện bình thường, cũng như ở nhà nói chuyện bình thường với mình. Cái một hồi cười giỡn hồi cái mệt lên vì tim mà em. Lúc như ép tim á, lúc bình thường lúc rồi, lên. Ép tim rồi bà thở không nổi bà đi luôn. Em nghĩ là một phần lớn là do bà nhớ cháu ý quá đó. Lúc nào xuống cũng nói là nhớ cháu hết. Đúng rồi, nhớ nữa. Cũng có nhớ nữa. Trời, mới đây luôn quý cô chú anh chị thì ý chưa tới 100 ngày mà. Chưa đem. Chưa tới 100 ngày mà giờ thì như vậy đó. Về tới bà rồi. Bà cũng chị cũng biết là bữa đó về chiều cỡ 2 giờ mấy rồi cái bà nói bà nội xưng bà nội với mẹ với chị. Rồi cái chị như biết là bà nhớ. Cái chị nói bà nội nằm đi, chị cũng thẳng tới chị nói bà nội nằm đi để con lấy cháo cho bà nội ăn. Ăn có 2 muỗng là đi luôn. Trời ơi. Hai muỗng cà phê. Kêu bà nội giống như là nói nghĩ gì hả? Xưng bà nội với chị, rồi chị cũng dẫn đấy bà nội nằm đi rồi con lấy cháo bà nội ăn. Chỉ là 2 muỗng cà phê nhỏ thôi. Rồi ói ra không được cái là đi luôn. Là như là không tiêu quá. Là hôm mà trước khi mà nội mất là nội là tưởng chị là cháu, là kêu cháu, là giống như là để kêu suy nghĩ nhớ nghĩ quá rồi đó. Em nghĩ là vậy đó. Chị cũng nghĩ là vậy đó. Trời ơi, thương quá quý cô chú anh chị, phải nói tới nhất tới mức mà nhớ cháu mà những giây phút cuối mà vẫn gọi tên là nhìn con mà tưởng là cháu không quý cô chú anh chị. Thấy thương quá. Mấy ngày trước thì ở nhà thì nội của em cũng khỏe bình thường vậy luôn, nhưng mà đột ngột tới vậy là tới nhanh vậy luôn hả chị? Chị cũng thấy si vậy đó, hơi không được khỏe của mình thôi. Xong mấy ngày trước là nội ăn uống bình thường không chị? Không à. Nước không hả? Cũng như từ hồi em ý chết là bà nội ít ăn cơm, giảm ăn cơm xuống là bà nội ốm gõ gạch luôn á. Chị thấy ốm. Là cái lúc mà chú ý là mắt là nội suy sụp luôn. Chị thấy cũng như kiểu mà nội ăn không ngon mà ngủ không yên. Thấy ốm quá ốm chị mới kêu đi bệnh viện mua cho người ta đo điện tim rồi đó. Dạ. Rồi với nhiều ở nhà thở không nổi cũng như thiếu canxi. Vô rồi cũng có để ống canxi đang cho mình thở đó. Nó rất là nhớ cháu luôn á, chắc cũng nhớ ý quá. Ăn mà không ăn luôn rồi xong dẫn tới nó phát bệnh ấy luôn. Chứ lúc trước mà ý mới mất á, em nhìn nội cũng còn khỏe. Nhưng mà mới đây xuống chơi thì em thấy ba ốm là lần á. Dạ. Em thấy gọi là lúc mà ý mất là nội không ăn luôn á chị? Bỏ ăn luôn hả? Ăn hết. Em đâu có biết đâu, lúc là mới mất là nhìn nội là chưa có ốm hết. Đại như là mới quá đó, là em chưa có biết á. Sau này là cũng như thời gian em mới xuống lại. Đốt gì con đốt qua trời ơi tí nữa mày đốt. Rồi nó là cũng là vì là nhớ cháu quá đó bỏ ăn. Em đâu có biết đâu, hôm nay chị nói mà biết đó là bỏ ăn từ lúc mà ý mất tới bây giờ luôn á chị. Cũng như thí dụ một ngày thì ăn cơm 2-3 lần. Dạ. Mà nội chỉ ăn cơm có một lần thôi mà ăn ít lắm, ăn muỗng canh ha. Yeah. Giống như là lúc trước là canh. Sau ăn muỗng cà phê rồi nghỉ. Cái uống nước không. Rồi ăn vậy là yếu luôn. Ăn luôn. Rồi uống ngủ cốc, uống sữa gì thôi. Thì em cũng nghĩ là một phần là nhớ cháu quá đó. Đúng rồi. Cho lúc trước là bà bình thường. Cứ bỏ ăn xong rồi dẫn tới bệnh luôn. Rồi xong cái lúc mà phát ra bệnh thì kiệt sức rồi. Đúng rồi. Hôm bữa đó là bà lên rồi có khám hay là mổ gì không chị? Ở
trên Càng Long là nói là để có phẫu thuật gì cho bà không chị? Không, không có phẫu thuật, mà cũng như bà yếu quá rồi để chở xe cấp cứu xuống ở bệnh viện thành phố Trà Vinh. Rồi cái xuống Trà Vinh cái tôi vô phòng cấp cứu cũng đau là 2 tiếng đồng hồ mới đưa xuống nằm trong phòng cấp cứu luôn chứ không có đưa xuống trong phòng. Là nằm cấp cứu luôn chứ không có đưa xuống hồi sức ha. Rồi cái chừng cái cỡ tới 9 giờ rưỡi thấy bả tươi lại cái đưa xuống phòng. Dạ. Rồi đưa xuống phòng rồi cái cũng mệt đi mệt lại hoài vậy đó. Rồi cái qua một ngày sau cái gỡ là anh xuống là 10 giờ. Rồi anh tới 1 giờ anh về trên này, cái từ 1 giờ đó đó quậy cho tới chiều. Tới 5 giờ là chết, 5 giờ rưỡi chết. Trời ơi. Thì 5 giờ rưỡi đi là mất á. Hồi mẹ điện về đây á là thì em nghe nãy em nghe cháu nói là lúc đó trên đó có một mình chị thôi. À có một mình chị thôi. Lúc đó là chị ha. Vừa đi mà vừa chạy á kêu bác sĩ. Là chị chạy đi chạy lại là 5 lần kêu bác sĩ đó. Là chị thấy bà méo miệng rồi, chị sợ quá trời, thở không nổi, ép tim. Trời ơi, nghĩ sao nhanh quá, nhanh đúng 2 ngày thôi. Với lại chị thấy bà lấy máu nhiều quá, tay bầm xương. Lấy máu xét nghiệm chị ha. Ừ, lấy máu xét nghiệm á. Là 2 ngày đó là đưa lên là lấy tới 9 ống máu. Trời ơi, 9 tim luôn. 9 ống máu đó là ăn biết bao lâu mới được. Thì bà thì trước đó thì bà bỏ ăn nữa rồi, kiệt sức rồi, trong cộng thêm vậy nữa bà chịu không nổi. Quá nhanh luôn cô chú anh chị, 2 ngày thôi. Nói là gia đình chắc cũng không có ngờ luôn á chị ha. Gì đâu mà 2 ngày rồi, quá nhanh luôn rồi. Rồi tối thì anh thì về trên này ở với 2 đứa nhỏ, còn chị ở dưới bữa tối canh mẹ, có mình chị với cô chú ở dưới, cũng như người ta đi nuôi bệnh với nhau. Rồi chị với cô kia với ba bốn cô đó đó cùng chung theo dõi của chị theo dõi người nhà chị, còn cô kia theo dõi như là ở chung nằm chung phòng á. Thì xúm nhau thức không có ngủ. Trời ơi, nghe mà thì não lòng luôn chú chị. Em nghe cuộc gọi của anh Giang gọi mà em trời em bỗng rủng tay chân luôn, nói sao mà nhanh dữ vậy. Thì ở trong bệnh viện Trà Vinh điện về, thành phố Trà Vinh điện về á ha, là anh sửng sốt luôn, anh đâu có ngờ là mẹ mất sớm như vậy. Dạ, bệnh viện gọi về anh thông báo chị điện về cho anh nghe, anh ơi mẹ mất rồi. Cái anh nói hả, em nói cái gì, em nói lại coi, anh thấy cái tim luôn á, anh muốn xỉu rồi. Cái chị mới nói mẹ mất rồi, như này bác sĩ đang cấp cứu mẹ, coi mẹ có tỉnh không. Mẹ nhanh quá tỉnh nhanh luôn. Rồi cái xuống tại anh xuống cái kia đi kêu xe cấp cứu chở về đây nữa đó, mà lâu lắm, về tới nhà là 7 giờ. À, trên đó là bà mất lúc mà 5 giờ, sau đó là 5 giờ 30, 5 giờ 40 á. Xong chuyển về tới nhà là 7 giờ. Tại vì chị chờ xe cấp cứu chứ thôi phải. Hôm bữa đó là xe cấp cứu chở người bệnh, 2-3 người bệnh về nhà. Là không có xe á? Không có xe, chị ở đó chị chờ rồi chị làm thủ tục đưa về nhà. Trời ơi. Giờ là bà là mốt chôn. Mốt chôn. À, địa chỉ chỗ nhà mình là chị đọc rõ giùm em là ấp gì, phường gì cho bác. Ấp Long An. Dạ. Xã Nhị Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. À, thì như là chị thông tin địa chỉ chị vừa đọc với cô chú anh chị, thì cô chú nào mà có xem được cũng như là muốn mà để viếng cũng như là thắp nhang cho bà nội thì cô chú hãy đến địa chỉ đó nha quý vị. Em mà nghe cuộc gọi từ anh em nói trời sao mà nhanh vậy, có khi nào có ai gọi lộ người không trời. Xong rồi anh nhắn tin cho anh Trường nữa, xong rồi em mới biết luôn á.
vậy là bởi vậy là thương cháu quá, nhớ thằng Y quá đó, cho nên là lại bữa trước là chị, bữa đó là mẹ chưa có đi bệnh viện là chị đang kéo cây nước về nhà đó em. Dạ. Mẹ chị với em trường cha cháu trường nè. Mấy loại thì một đưa ống cặp bé lên á, để xuống dưới nước á. Mình đặt xuống, mình đặt ống để nước dẫn vô nhà. Kéo cái dây nó vô rồi. Giờ là nước như mình là làm xong hả chị? Có cây nước xong hả? Có cây nước rồi. Thì có nước được mấy ngày rồi? Hôm đó tới nay là tuần chưa? Được tuần. Một tuần. Là nội đã xài nước sạch rồi đúng không? 4 ngày rồi. Trời ơi, nhà thì chưa kịp sửa luôn á. Nội chưa được ở cái nhà mà mới để sửa luôn. Là người ta lại người ta bẻ sắt thôi, em thấy thế, em giờ em thấy. Dạ. Chỉ lại là tính là để sắt để làm cột. Để mà chuẩn bị để mà đúc trụ đó. Đúc trụ cột. Mà chưa kịp sửa sang gì luôn mà nội mất là luôn. Ngày đầu tiên đi lại làm là mùng 6. Là ngay ngày mùng 6 là mẹ đi lên bệnh viện. Là ngày đầu tiên là tới mà để mình uống sắt mình đổ trụ ha. Là ngày đó là nội đi lên bệnh viện luôn. Bệnh viện Càng Long. Cái người ta thấy nặng quá cái chuyển xuống bệnh viện Trà Vinh đó. Rồi lúc trước giờ nội có uống thuốc gì không chị? Cũng ở nhà cũng mua thuốc quầy đặng về uống thuốc tư ở ngoài á em. Uống thuốc tư em mệt lên cái uống. Trời, tới bây giờ mà em vẫn ngỡ ngàng luôn, không có tin sự thật luôn á. Giờ em cứ nghĩ quẩn quẩn nội còn đi trong nhà đây không à. Quá đâu nhanh đâu, đi. Thỉnh thoảng cũng vậy đó. Giờ lúc em xuống này em nghĩ mới ngày trước là em còn ngồi nói chuyện với nội ông phía trước kìa. Bây giờ thì em còn cảm giác nội vẫn còn ở đây luôn á. Chứ quá nhanh mà bởi đột ngột quá em không có gì như không giống như là không có chấp nhận sự thật luôn á. Thì hôm bữa là có chị Chi á cũng như là gửi cho gia đình mình là 2 triệu, nhưng mà bữa giờ công việc là anh Trường đi lưu bu quá chưa có được. Thì hiện tại thì anh Trường với Đăng á cũng như đi công tác xa rồi chưa có xuống được. Em nghe tin là em cũng đang ở tuốt ngoài Đồng Nai đó, nghe tin là em chạy xuống cũng như là thay mặt anh Trường với Đăng đồ cũng như là thắp nhang cho nội, như là anh Trường người ta cũng gửi lời xin chia buồn cùng gia đình chị. Thì nói bây giờ cũng sự việc thì cũng vậy rồi, giờ cố gắng mình làm cho chu toàn tang lễ của nội chứ biết sao giờ chị ha. Chị cũng giữ gìn sức khỏe anh chị. Đây là 22 triệu của chị Chi gì đó, cũng có liên hệ với gia đình mình rồi đúng không chị? Thì em gửi số tiền của chị Chi về cho chị nha. Cảm ơn chị Chi và các em luôn tốt và kết nối cho em. Dạ. Cảm ơn rất nhiều anh. Rồi, chị cũng gắng giữ gìn sức khỏe nha. Có gì em sẽ ở lại đây, cũng như có hỗ trợ gì thì em sẽ phụ giúp gia đình mình. Nhìn con chó mà thương luôn quý cô chú anh chị. Nó đeo nó khăn tang luôn cô chú. Nó không biết gì luôn mà một con thì nằm ở dưới đây nè. Nó nằm, nó thở, nó giữ, nó ngủ luôn. Là lúc mà bà bỏ trong quan tài tới giờ nó nằm luôn vậy luôn hả chị? Nó nằm luôn vậy luôn em. Mà bây giờ kêu cho ăn, nó ăn chỉ là một miếng thôi. Thường nó ăn một con bự vậy nè. Nó ăn nhiều lắm á, bây giờ như nó lo luôn. Như là một con chó là nó ăn nhiều hơn chị á. Rồi, mà bây giờ nó ăn thôi, nó bỏ ăn luôn hả? Nó ăn chỉ là cho nó một tô, nó ăn có nửa chén thôi. Trời, còn lại nhiều lắm. Rồi nó chắc nó thương bà lắm á. Nằm cho queo luôn của chú chị. Chị kể cho em nghe, nói chị không văn mùng, chị quên văn mùng là mẹ văn mùng là nó chui vô. Nè mấy chó này là ở dưới đó là chỗ của nó, trên đây là chỗ của mẹ, bên đây là hai đứa con chị ở trong buồng là chị văn. Là tối nha, chị chuẩn bị khi nào mà mẹ mệt là chị văn mùng. Văn mùng xong cái là chị dở lên là chui vô ngủ đó nè. Trời, hai bé thì rất là nhỏ của chú anh chị. Bé lớn là 14 tuổi, bé nhỏ là 9 tuổi quý vị. À 11 tuổi. Đây này con lấy quẹt này con đốt.
thì bây giờ hai anh em cũng như là ở bên nội quý vị như là đốt giấy rồi xong rồi quỳ lạy trả lễ quý cô chú anh chị. Nhìn hoàn cảnh là rất là thương mấy bé luôn cô chú. Anh hai vừa mất mới đây bây giờ tới bà nội nữa rồi. Nhìn sao mà nghẹn lòng luôn á. Dạ video em cũng xin kết thúc tại đây nha quý cô chú anh chị. Dạ. Và nói một câu chuyện rất là buồn đến với gia đình của anh Giang. Liên tục liên tiếp nỗi buồn nói đuôi nhau thì rất là nghẹn lòng quý cô chú anh chị. Thì cũng cầu mong cho bà sớm siêu thoát về với cõi Phật. Thì địa chỉ của gia đình anh Giang thì em đã có để trên video. Thì cô chú nào có muốn đến mà viếng cũng như là thắp nhang cho bà thì địa chỉ ở bên trên màn hình nha quý cô chú anh chị. Dạ em xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo. Em cảm ơn cô chú rất là nhiều đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video cũng như là quan tâm đến gia đình của anh Giang. Thì em sẽ cập nhật tin tức về gia đình cho quý cô chú mình theo dõi. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo ạ.